Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gần 3 năm qua, những nhân vật mà chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tìm đến đã nhận được sự sẻ chia từ tinh thần cho đến vật chất để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Văn Tình và chị Nguyễn Thị Liên ở thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong sẽ là nhân vật số 147 mà các đoàn viên thanh niên cùng với những tấm lòng hảo tâm tìm đến. Là người phụ nữ, là người mẹ, ai cũng mong muốn những đứa con của mình sinh ra được vẹn tròn, khỏe mạnh. Ở tuổi như chị Hoàng Thị Liên thì đáng lẽ ra là mong các con của mình được học hành, có công việc, rồi lập gia đình, sinh con như bao người mẹ khác. Nhưng tất cả bây giờ cũng không thể tồn tại dù chỉ là ước mơ. Đứa con gái đầu Hoàng Thị Hương năm nay cũng đã 24 tuổi, hơn 10 năm nằm liệt giường vì căn bệnh loạn dưỡng cơ. Vài năm sau, em Hoàng Văn Điền đang là học sinh lớp 8 với kết quả học tập xuất sắc cũng mang căn bệnh như chị gái của mình. Sinh ra khỏe mạnh, lớn lên cùng tình thương yêu của cha mẹ. Vậy mà suốt 10 năm qua, chân tay của cả Hương và Điền dần bị teo lại và không còn đi lại được nữa. Khó khăn nay lại càng túng quẫn hơn sau nhiều lần đưa hai đứa con đến bệnh viện. Song niềm mong mỏi của gia đình, của bản thân Hương và Điền đều không đạt được. Làm người mẹ, có nỗi đau nào hơn khi chứng kiến nỗi đau mà các con mình phải gánh chịu? Thưa chị thì là một người mẹ, thì khi mà biết được cái sức khỏe của hai con mình như thế thì chị cảm thấy như thế nào? Sau khi mà biết con bệnh, người mẹ nào thì cũng buồn. Đều nghe chữ chạy đi viện đủ, bác sĩ nói chỗ mô là đi chỗ này thôi. Rồi cuối cùng là cũng được kết quả chết. Về thì cũng khổ tâm rồi, cùng lo đi làm cho con được thôi chứ không biết làm ra. Rồi con kinh tế trong nhà thì quá chất vật ấy. Thì chứ phải cố gắng để mà đi làm được thôi chứ lương tâm này thì hãy cắn rứt về con cái. Mong muốn thì để cho con một ngày vài bữa cho con ăn. Cho mình có sức khỏe để chọn chọi về cuộc sống thôi. Đáng lẽ ra là bà nội thì già rồi. Đáng lẽ là in mấy cháu về chị đấy là phải giúp đỡ cho mẹ. Nhưng mà chứ ngược lại là mẹ phải giúp đỡ cho cháu thì chị cảm thấy là rất là thương mẹ. Biết hoàn cảnh của em thì em cũng ước muốn gì là lớn lên. Chỉ mong ba mẹ là có sức khỏe. Thì nuôi để lo cho ngoài hai em ra đi, con cũng ba đứa em xong rồi, thì mong muốn vậy thôi. Thời gian đầu khi các con còn khỏe mạnh, vợ chồng anh Tình, chị Liên cũng làm lụng đủ nghề để xoay sở cho cuộc sống, nuôi các con. Thế nhưng, từ lúc các con bị bệnh, kinh tế gia đình trở nên túng quẫn. Bà nội đã ngoài 80, hàng ngày phải chăm sóc cho hai đứa cháu nội mà đáng lẽ ra các cháu đã có thể chăm lo cho bà. Chào Hương, thì được biết là Hương là bị đau như thế này thì từ năm mà Hương được 8 tuổi. Vậy thì cái khoảng thời gian mà khi bắt đầu đau cho đến bây giờ thì Hương đã có cái sự nỗ lực cố gắng như thế nào về cái riêng cho bản thân mình? Bắt đầu em mắc bệnh là từ khi 8 tuổi. Dần dần bệnh yếu dần cơ thể mà hoạt động đi lại rất khó khăn. Nhưng em cố gắng là học lên được đến lớp 5. Sau đó thì trường xa nên bố mẹ cho em ở nhà, đi lại khó khăn, sự bộ ngạ. Mà không được
Sau đó thì em cũng có tập luyện với được bố mẹ đưa đi bệnh viện chữa trị nhiều năm, với tập tập phục hồi chức năng. Trong quá trình tập luyện nhiều năm, em mà tự bác sĩ là không có thuốc chữa bệnh nữa, mà về là chỉ tập luyện vật lý để tập rong rọc, tập tay chân mà để cho có đỡ hơn, khỏe mạnh hơn, mà nhưng tập cũng không có hiệu quả. Thứ ba thì trong gia đình mình là cũng có hai em là bị cái bệnh như thế này, thì cũng trong thời gian vừa qua thì ba đã chăm sóc các cháu như thế nào? Hai em là bị nằm xuống như là trên 10 năm rồi. Nhưng ba mẹ hắn thì đi làm thuê làm mướn để nuôi. Nhưng mà con thì có thì đứa học được, cái đứa lo cho hắn, có đứa đau. Thì mê vậy lo chăm sóc cái đau. Trong thời gian rồi là mười mấy năm rồi. Thì từ trời kế hoa này nãy giờ thì thường phần là lo cho cháu trọn vẹn. Mắc căn bệnh là loạn dưỡng cơ, rất nhiều năm rồi, đến đây là tay chân yếu, không cử động được, không thể phục vụ bản thân được. Nên là thông qua chương trình kết nối yêu thương, em mong muốn tất cả mọi người biết đến căn bệnh của hai chị em và cứu chữa giúp cho hai chị em. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, làm gì em biết không, để gió hai đứa hình đau cách đây có hơn 10 năm rồi, thì thấy tôi quá cực khổ rồi, vừa đi làm thuê ngã chung đi ngã tối lắm, chứ tôi ở hàng xóm đó mà tôi ngộ xa xót biết làm răng. Thì giờ đài truyền hình về là các ngân các chị giúp đỡ cho cháu được chứng mô thì giờ chứng nấy số được ngày mô thì xin hưởng chứng nấy. Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị luôn luôn hướng đến những cái hoạt động cộng đồng thiện nguyện để mà giúp đỡ được nhiều hơn những cái hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt hôm nay khi mà được đại diện cho đoàn cơ sở về thăm gia đình anh Tin, thì chúng tôi thấy hoàn cảnh của gia đình anh rất khó khăn khi có hai con nhỏ là bị liệt, rồi bản thân là có mẹ già nhưng mà vẫn phải chăm sóc các cháu. Đoàn cơ sở đã mang những cái phần quà rất thiết thực để trao tặng cho gia đình của anh Tình. Và qua đây thì chúng tôi thấy rằng, thiết nghĩ rằng đoàn cơ sở, các cái đoàn viên thanh niên cần phải tham gia tích cực hơn vào các cái hoạt động thiện nguyện và thực sự đi đến những cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mình có thể trực tiếp biết được những cái hoàn cảnh để mình sẻ chia. Điều kiện nhà anh Hoàng Văn Tình và các gia hộ gia đình có điều kiện giống gia đình của anh Hoàng Văn Tình trên địa bàn xã thì hàng năm là ủy ban nhân xã và thường vụ đảng ủy chỉ đạo cho ủy ban nhân xã và mặt trận và các đoàn thể là hàng năm đến nhân dịp các ngày lễ và Tết cổ truyền của dân tộc là đều về thăm hỏi và có món quà nhỏ nhỏ để
thăm và động viên cho gia đình trong những là ngày lễ và ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn của gia đình cũng như của hai chị em Hương và Điền lúc này là các cá nhân tổ chức hảo tâm hãy cùng sẻ chia với gia đình, tạo điều kiện để các em có thể chữa được căn bệnh đang mắc phải để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Chương trình Kết nối yêu thương rất mong sẽ nhận được những tin vui từ quý vị khán giả dành cho gia đình lúc này. Chương trình Kết nối yêu thương tuần này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.